khi cộng đồng chống cộng bóc mẽ nhau sau khi bbc việt ngữ có bài người việt hải ngoại và nạn kỳ thị miệt thị nhau vì khác quan điểm phản ánh tình trạng bất kỳ ai trong cộng đồng hải ngoại hoặc tiếng nói bất đồng chống phá chính phủ việt nam tức tự nhận mình là phe chống cộng nhưng lại phát ngôn không giống với phe cờ vàng không nói xấu chụp mũ chính quyền việt nam thì đều bị chụp mũ đồ cộng sản cộng sản nằm vùng thì tiếng dân trang chống cộng điển hình cũng vì sao người việt hải ngoại thất bại trong việc chống cộng của jack homer nguyễn Bên cạnh phụ họa, đồng tình với các tác giả bài viết trên BBC nói trên, còn bổ sung thêm một số đánh giá về cộng đồng ba sọc mang danh chống cộng này. Thứ nhất, họ bị tách rời ra khỏi cộng đồng gần 100 triệu dân bên trong nước, việc thực hiện một cuộc thay đổi từ bên ngoài là vô cùng khó đối với bất cứ quốc gia nào, những người chống cộng hải ngoại không được tạo cơ sở gì quan trọng bên trong Việt Nam. Thứ hai, có những người rất hay mộng mơ chẳng hạn như họ mơ rằng họ sẽ đòi Liên Hiệp Quốc hay Hoa Kỳ hay bất cứ ai đó xét lại Hiệp định Paris năm 1973 để giành lại miền Nam Việt Nam cho họ. Việc đòi xét lại một hiệp định đã gần nửa thế kỷ là một chuyện còn nhiều mơ mộng hơn giấc mơ xã hội chủ nghĩa Úc của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng trong nước. Thứ ba là những người chống cộng hải ngoại thường có cái tôi rất vĩ đại, nhất là khi mạng xã hội ra đời. Cơ màn nào là những nhân vật chống cộng rất vĩ đại xuất hiện? Đối với những người này, điều quan trọng không phải là nội dung họ muốn truyền tải thông điệp chống cộng của họ, mà điều quan trọng chính là họ. Tôi đây này, tôi là ABC này, tôi chống cộng giỏi ghê không nào. Tác giả kết luận rằng, những người chống cộng này khi có quyền lực rồi thì liệu họ có hơn những người cộng sản? Tôi cũng tự hỏi như tác giả, những người ấy nhân danh dân chủ để chống cộng, chứ chẳng lẽ chống cộng xong rồi lại thiết lập chế độ độc tài? Mà lại ủng hộ Donald Trump, kẻ phản dân chủ bậc nhất, thì thế là thế nào? Bình phẩm về hai bài viết nói trên, ông Lê Đức trong bài Tiếng dân chơi đẻo Việt Tân cho rằng Đến khi cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Cao Kỳ trở lại Mỹ sau chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2004, còn bị cánh Việt Tân vu cho tội, phản bội, theo đuôi Cộng sản. Chỉ vì những phát biểu không chỉ phê mà còn khinh thường, tất cả những kẻ vẫn muốn quay trở lại dĩ vãng, nói những chuyện không tưởng, giờ phút này mà còn đánh đấm, phục hưng thế này thế nọ. Không hướng tới tương lai mà chỉ lo nghĩ quá khứ là một lũ đừng nên để ý họ vì không có lợi cho quê hương đất nước. So sánh hai bài viết trên, ông Lê Đức cho rằng, nếu như ông Võ Ngọc Ánh mới chỉ khái quát thực tế, thì Jack Hammer Nguyễn tỏ ra tinh tưởng hơn, đã phát hiện ra bản chất cái sự to mồm làm inh ỏi lên của những người Việt chống cộng hải ngoại. lên chỉ trích bất cứ cái gì trong nước, vì biết thế và lực của nhà nước Việt Nam đang lên, biết sự ổn định, đa phát triển của Việt Nam, biết cái gọi là phong trào dân chủ hải ngoại do Việt Tân cầm đầu, chỉ rằng những kẻ ô hợp hoang tưởng vì biết và tuyệt vọng. Những kẻ đó chỉ la lên thế cho oai, cho việc kèn cựa giữa họ với nhau, tranh nhau xem ai là người chống cộng vĩ đại nhất. Những bình luận của Jack Hammer Nguyễn chẳng khác nào bôi cho vào mặt cái đảng chính trị Việt Tân. Ở Nhật, Úc, Mỹ, những buổi gọi là lễ đó ai cũng thấy, với leo teo người mà dám mơ tới mục tiêu to tát hết cỡ, là cùng đồng bào trong nước quyết tâm đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài cộng sản để canh tân đất nước. Jack Hammer Nguyễn vạch trần cái sự mộng mơ hoang tưởng, như họ mơ rằng họ sẽ đòi Liên Hợp Quốc hay Hoa Kỳ bất cứ ai đó xét lại Hiệp định Paris năm 1973 để giành lại miền Nam Việt Nam cho họ. Trong khi thực lực, những người chống cộng hải ngoại hiện nay đang như trong cảnh sức cùng lực tận. Lại còn phân tán, cấu xé nhau tự trong nội bộ. Hùng hăng đến như cái gọi là các anh hùng đông tiến do Hoàng Cơ Minh cầm đầu mà Việt Tân vừa làm rỗ, 35 năm trước đây, xâm nhập, lót ổ xây dựng cơ sở ở Tây Nguyên để tiện bề mở rộng hoạt động chống phá, lại còn bị Cộng sản Việt Nam đánh cho tan tác, tháo chạy thục mạng. Đầu đảng Hoàng Cơ Minh phải vùng thây nơi rừng Lào, huống chi mấy mống hiện nay lại còn dám hoang tưởng cái việc nực cười là phục quốc. Việc BBC khai mở trào lưu đấu tố, vạch áo cho người xâm lưng, cho dù chẳng mới mẻ gì, các diễn đàn mạng đã nêu đầy và từ lâu, nhưng có thể dễ dàng dự đoán rằng sắp tới sẽ có nhiều bài viết tương tự bởi trong vũng bùn lầy nhơ nhớp đó không ít kẻ cố ngoi lên lấy sự vạch trần đồng bọn mình để chứng minh là nhà chống cộng tử tế không muốn chết chìm cùng với cái cộng đồng ba que đã sức tàn lực kiệt kia âu chẳng qua là đồng sàng dị mộng cả mà thôi